Bây giờ mình xuống đây mình bắt cái tổ ong nha các bạn. Xuống đây mình bắt cái tổ ong ruồi nha. Hôm qua mình phát hiện được cái tổ ong ruồi. Hôm nay mình xuống mình bắt tổ ong ruồi này ha. Quay tổ ong ruồi anh em. Đây. Đây nha anh em. Đó. Tổ ong ruồi này. Mấy cận cảnh cho anh em xem nè. Bự chậm bá luôn ha, mấy găng tay luôn. Đó, tổ ong ruồi này bự lắm. Thấy nó đóng một cái bọng mật rất là nhiều mà không biết có mật nhiều hay không nha. Nhưng mà trước khi bắt cái tổ ong ruồi này thì anh em chú ý nha, các bạn chú ý nha. Nếu mà bắt cái tổ ong ruồi không bị đốt á ha, nó không bị chích á, thì mình chuẩn bị một hai điếu thuốc ha. Chuẩn bị một hai điếu thuốc. Mình phà nó nha. Đây mình đốt điếu thuốc lên đây. Chứ không là nó chích nha anh em. Nè, tí rồi, lại đi quay cho chú này cái. Chuẩn bị đốt thuốc mình đốt ha. Tắt đi, tắt nhạc. Chuẩn bị đốt thuốc mình phà. Bắt. Ở đây quay chú này kìa. Chứ khi bắt mình phà và hút nữa. Không quay ngay tao ảo mà đừng quay chú. Phà nó đi nó không chích. Có cái mặt không nè. Ừ, khởi có mặt không. Bắt nửa tổ thôi, còn lại để cho nó tiếp tục nó đóng mặt ha. Chứ mình bắt cả tổ luôn, mình cắt cả tổ luôn nữa bỏ tổ á. Có mặt không? Mặt cũng khá nhiều quá đúng không? Đây nè. Đốt đi khu đi. Vậy mà cũng có một con nó chích mình nè. Cũng có một con nó chích mình, giờ nó sưng lên nè. Đó, nãy lấy kéo cắt nó đụng trong cái tổ nó. Đụng trong cái tổ nó chích nè. Nó bỏ kim nè, mình lấy kim ra. Giờ nó sưng lên nè. Nó sưng lên chà bá luôn nè. Nó sưng đỏ lòm luôn. Đó, nó chích một mũi. Lắm, tổ ong nó lắm. Nhưng mà không thấy mặt lắm. Mùa này mùa có trăng nè, cho nên là mật nó hút vô bụng hết à. Nó hút vô bụng nè. Nó hút vô bụng dần khe kìa. Cho nên là mình quyết định mình không bắt tổ ong này nha anh em. Mình đợi qua cái mùa trăng đi. Qua cái mùa trăng rồi nó nhả mật ra ha, rồi mình mới bắt. Và cách mình bắt đó là mình chừa lại nha anh em. Mình bắt khoảng nửa tổ, 2/3 tổ thôi. Đó. Có thể mình cắt nửa 2/3 cái bọng mật đó, với lại mình lấy cái tàn của nó ha, lấy 2/3 ổ thôi, để lại cho nó tiếp tục nó đóng mật ha. Chứ mình mà lấy hết cái tổ thì nó sẽ bỏ tổ và các cái con ong này nó sẽ chết nha. Bị dòng đời cái con ong này là có 60 ngày thôi, khoảng 2 tháng thôi. Nhưng mà anh em bắt luôn cả tổ thì nó sẽ bỏ tổ và mấy con ong này nó sẽ chết nha anh em. Cho nên là mình lấy 2/3 tổ hoặc là nửa tổ thôi. Còn để lại cho nó tiếp tục nó đóng mật ha. Và nó tiếp tục nó đẻ con ha. Chứ không là mình nhiều người là bắt cả nguyên tổ thì nó sẽ bỏ tổ và các con ong nó sẽ chết.
đó, mình bắt như thế là tàn sát quá ha. Mình bắt mình phải để lại cho nó tiếp tục nó đóng mật và tiếp tục làm tổ ha. Thôi bây giờ cái ổ ong này nó chưa có mật nhiều lắm, nó hút vô bụng hết rồi, cho nên mình quyết định mình không bắt ha. Đó, mình để cho nó đóng mật đi, để cho nó đóng mật đi. Còn cách lấy tổ ong thì mình nói lại ha, là khi mình gặp tổ ong gì cũng vậy, mình đốt một hai điếu thuốc mình phà nó ha, mình phà vô mấy con ong ngay tổ ong đó thì con ong nó không có chích mình ha, nó không có đốt mình. Chứ mấy con ong này mà nó đốt ngay trong miệng á, ngay cái miệng lên trên mặt là nó sưng dù lên nha, nó chích ngay cái miệng là nó sưng như mõm heo luôn đó, nó chích ngay mắt là sưng con mắt lên nha. Đó, nó chích chỗ nào là bỏ kim chỗ đó ha, nó lúng kim, nó bỏ kim. Và con ong nó cũng chết luôn nha anh em, bị nó chích là nó bỏ cái kim mà nó sẽ chết, con ong nó sẽ chết. Thôi bây giờ mình quyết định mình không lấy tổ ong này nha. Rồi quay lại chia sẻ với anh em, với các bạn ha. Đó, đi bắt tổ ong rùi là cái phương pháp bắt như thế, nó không bị đốt. Đó, nó bù lại này, phà thuốc nó bu lại dùng cục, một cục luôn, một cục cái trên luôn, cho bá lửa luôn đó. Tổ ong này mấy cái lỗ là nó có con rồi, nó quá hình con, nó ra hình cái con ong, nó bay ra ngoài này ha. À, còn mấy chỗ trắng á, nó chưa mở miệng á, là còn cái nhộng ong trong đó. Bắt tổ ong mình lấy mấy cái nhộng ong mình ngâm rượu cũng được. À, rồi mình lấy cái nhộng ong mình đi câu cá cũng được ha, cá nó thích nhộng ong lắm, đi câu cá lóc, cá trê, cá rô đồng rồi ha, mà cái nhộng ong thì nó rất nhạy luôn đó. Rồi hôm nay quay chia sẻ với anh em nha. Rồi xin chào anh em, chúc anh em ngày mới luôn luôn vui vẻ nha, công việc đều thuận lợi hết nha. Rồi, xin chào anh em.